Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng trình bày lời giải cho bài tập 8.33, trang 64, sách giáo khoa toán 6 tập 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta quan sát hình ảnh mặt đồng hồ. Em hãy tìm một thời điểm mà góc tạo bởi kim giờ và kim phút là góc nhọn, góc vuông, góc tù hoặc góc bẹt, được không ạ? Thế thì ở đây cách làm của bài tập này thì cô sẽ vẽ phác một hình ảnh của mặt đồng hồ, và sau đó thì chúng ta sẽ tìm cũng như là lựa chọn để đưa ra đáp án phù hợp với từng câu hỏi trong đây, đúng không ạ? Vậy đầu tiên với ý A là yêu cầu chúng ta là tìm thời điểm mà kim giờ và kim phút hợp với nhau một góc nhọn. Đấy, ví dụ ở đây cô có mặt đồng hồ như thế này đó, và cô có kim ngắn chỉ vào số 12, kim dài chỉ vào số 1. Đấy, thì cô thấy được thời điểm lúc này của cô là 12 giờ 5 phút, thì nó cũng đã tạo thành một góc nhọn rồi, đúng không ạ? Đó, hoặc là 12 giờ 10 phút cũng sẽ tạo thành một góc nhọn. Đấy, như vậy là sẽ có nhiều đáp án cho bài tập này, thì các em có thể chọn cho mình một thời điểm phù hợp để điền vào đáp án cho câu hỏi trong bài tập 8.33, đúng không ạ? Còn ở đây thì cô sẽ lựa chọn thời điểm, đó chính là 12 giờ 5 phút. Vậy cô có này, góc nhọn được tạo thành là lúc 12 giờ 5 phút. Đấy, tương tự bây giờ cô sẽ đi tìm góc vuông. Ví dụ cô cũng sẽ vẽ phác một chiếc đồng hồ. Như vậy cô sẽ vẽ phác một cái mặt đồng hồ thứ hai ra đây. Đấy, và đây là số 12 này, số 6 này, số 3 này, số 9 này. Ở đây sẽ điền các số 1, 2 này, 4, 5 này, 7, 8 này, 10, 11 ở đây, đúng không ạ? Đấy, và để thời điểm mà kim giờ và kim phút tạo với nhau một góc vuông thì cô sẽ có các đáp án, ví dụ như là lúc 6 giờ đi. Ví dụ cô muốn lúc 6 giờ thì kim ngắn của cô sẽ chỉ vào số 6 và kim dài của cô sẽ chỉ vào số 3. Đó, thì lúc này góc giữa kim dài và kim kim giờ và kim phút hợp với nhau một góc 90 độ chưa ạ? Đó. Hoặc tương tự thì các em sẽ tìm những cái đáp án khác mà cũng thỏa mãn yêu cầu của bài toán này để chúng ta điền vào bài làm của mình nhé. Thì ở đây góc vuông mà cô lựa chọn, góc vuông lúc 6 giờ 15 phút. Đấy, thì cô cũng sẽ được hình ảnh của một góc vuông. Rồi bây giờ đến góc tù. Tù thì sẽ là thời điểm lúc mấy giờ đây? Thì một cách tương tự cô cũng sẽ vẽ phác một mặt đồng hồ thứ 3. Nên là 12 này, 6 này, 3 này, 9 này, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ở đây, đúng không ạ? Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180. Thế thì ở đây cô sẽ lựa chọn là lúc 7 giờ đi. Kim ngắn của cô sẽ chỉ vào số 7 và kim dài của cô sẽ chỉ vào số 15 đi. Đó. Thế là kim giờ thì là số 7, còn kim phút thì là số 3. Vậy thời điểm lúc này của cô là lúc 7 giờ 15 phút thì cô cũng sẽ được hình ảnh của một góc tạo bởi kim giờ và kim phút là góc tù. Và ở đây cô sẽ lựa chọn đáp án cho câu C là góc tù lúc 7 giờ 15 phút. Đó. Còn ngoài ra thì chúng ta cũng có thể lựa chọn các đáp án khác mà có câu trả lời tương tự như vậy nhé. D này là góc bẹt, đúng không ạ? Góc bẹt là lúc mấy giờ? 12 này, 6 này, 3 này, 9 này, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Góc bẹt của cô ở đây cô sẽ lựa chọn là lúc kim ngắn chỉ vào số 12, kim giờ chỉ vào số 12 và kim phút thì chỉ vào số 6. Đó, khi đó thời điểm của cô lúc này là 12 giờ 30, thì cũng sẽ tạo thành một góc bẹt, đúng không ạ? Góc bẹt lúc 12 giờ 30 phút. Đó, hoặc là chúng ta cũng có thể chọn những cái thời điểm ví dụ như là lúc 6 giờ, đúng không ạ? Cũng có thể tạo thành một góc bẹt rồi. Đó, vậy là cô và các em đã hoàn thành xong lời giải cho bài tập 8.33 rồi. Các em có thể truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em một tập tốt.